Thụy Sĩ là một đất nước được mệnh danh là thiên đường của những chiếc đồng hồ cao cấp, chất lượng đỉnh cao, danh dự trong từng lời hứa và phương pháp bán hàng thông minh đã tạo nên cho họ một vị thế đỉnh cao bậc nhất trong giới. Với những yếu tố mang tính chất truyền thừa qua nhiều thế hệ, thật khó để hình dung rằng những sản phẩm hàng nhái, hàng giả có thể tồn tại được ở đây. Thế nhưng, không phải mọi thứ đều có thể tuyệt đối hoàn toàn. Ngay bên trong thánh địa đồng hồ Thụy Sĩ vẫn xảy ra những sự vụ mà tưởng chừng như nó không thể tồn tại. Những vụ án gây chấn động đến mức khiến người ta hoài nghi về cái gọi là sự trong sạch và danh dự không thể bị bôi đen. Những vết nhơ đó đến nay là thứ mà người Thụy Sĩ không bao giờ muốn nhắc tới. Tuy nhiên, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được phép giới thiệu đến các bạn một trong những vụ án như thế, để các bạn có cái nhìn sâu hơn về góc khuất đáng xấu hổ trong nền công nghiệp đồng hồ cao cấp hàng đầu thế giới này. The Jacquet Affair. Kẻ lưu manh siêu cấp. Đầu tiên, chúng ta sẽ phải nhắc đến người đàn ông này, Jean-Pierre Jacquet. Các bạn chắc chắn sẽ khá là lẫm với cái tên này. Tuy nhiên, nếu các bạn đã xem video trước đó của tôi nói về nhà máy La Jupere lừng danh, hiện đang thuộc sở hữu của tập đoàn Citizen, đơn vị chuyên cung cấp máy cho các nhãn hiệu sang trọng bậc nhất của thế giới như Arnold & Son. Vâng, người đàn ông này chính là sáng lập đầu tiên của nó. Jean là một doanh nhân nổi tiếng của Thụy Sĩ, một người buôn bán đồ cổ, đồng thời cũng là một thợ đồng hồ tài năng có những mối quan hệ rất sâu rộng trong giới thượng tầng trong nghề. Người dân địa phương kể về ông như một kẻ rất nghiêm khắc và lạnh lùng. Họ đặt cho ông biệt danh là Pharaoh. Tuy nhiên, ẩn sau tài năng kinh doanh thiên phú lại là một tên lưu manh trộm cắp chính hiệu. Đầu thập niên 1980, ông ta bị Pháp kết tội trộm cắp cùng với một người bạn. Nhưng về đến Thụy Sĩ thì tráng án. Năm 1983, ông ta tiếp tục ngồi tù 20 tháng vì tội trộm cắp. Đến năm 1990, ngựa quen đường xưa, Jean lại tiếp tục ngồi nhà đá thêm 18 tháng vì tội cũ. Không chỉ có vậy, ông ta cũng thường xuyên bị cảnh sát cáo buộc là vận chuyển đồng hồ giả đi bán. Nhưng cảnh sát không đủ căn cứ buộc tội. Jean chối bay chối biến, nói rằng ông ta chỉ là vô tình nhận được các kiện hàng này, chứ không cố ý. Người ta đồn rằng ông ta đã lừa đổi một chiếc đồng hồ giả cao cấp để lấy một chiếc ô tô vào những năm 2000. Tài năng về kinh doanh và sản xuất đồng hồ của ông ta là tuyệt vời. Chúng ta phải đề cập đến nó nếu như muốn hiểu được sự nghiêm trọng của những vụ việc mà ông ta gây ra. Jean-Pierre Jacquet thành lập một nhà máy sản xuất máy đồng hồ bậc cao, tức là loại kết cấu phức tạp nhất, có tên là Jacquet Baumer SA tại La Chaux-de-Fonds, cung cấp máy cho nhiều đơn vị lừng danh như Frank Miller, Gira Perego và rất thành công. Tiếp đó, ông ta hợp tác với cả SMH, tập đoàn đồng hồ lớn nhất thế giới mà sau này là Swatch, tham gia các nỗ lực tái sinh các nhãn hiệu gốc Anh Quốc, mà điển hình là Graham và Arnold & Son. Jacquet đảm nhiệm phần lớn công đoạn sản xuất. Tất cả các đơn vị do Jean hỗ trợ đều sống sót và trở thành những cái tên lừng lẫy có giá bán đắt đỏ dành cho giới nhà giàu. Sau đó, nhà máy của Jean được đổi tên thành La Jupere. Mặc dù thành công trên thương trường, nhưng bản chất lưu manh bám rễ đã khiến cho ông ta tiếp tục nhúng chàm với hàng loạt vụ án gây chấn động sau đó. The Jacquet Affair. Tháng 1 năm 2002, một chiếc xe tải vận chuyển đang trên đường đến nhà máy Miranda, một đối tác gia công vỏ cho hãng Rolex tại La Chaux-de-Fonds. Trên chiếc xe lúc đó là 1.000 bộ vỏ Rolex bằng vàng, trị giá gốc là khoảng 500.000 CHF, đang chờ được đánh bóng hoàn thiện. Khi đến nơi và đậu trước cửa nhà máy, nó đã ngay lập tức bị đánh cắp bởi một cách đáng ngờ. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ được một người đàn ông Bosnia. Ông ta đã khai ra chính ông chủ của nhà máy đánh bóng này, ông Jose Miranda, đã trực tiếp tham gia vào vụ việc. Qua lấy khẩu cung, cảnh sát đã lờ mờ lần được dấu vết của một ông trùm đứng sau nhưng chưa đủ bằng chứng. Trong khi vụ việc chưa ngã ngũ, đến ngày 6 tháng 6 năm đó, tại công ty ASMSA, một đơn vị chuyên gia công dây, vỏ đồng hồ kim loại cao cấp tại vùng La Chaux-de-Fonds, đã diễn ra vụ việc bất ngờ. Hai nhân viên làm việc tại đây đã dùng súng uy hiếp giám đốc công ty và cướp đi số vàng nguyên liệu, trọng lượng lên tới 12kg và biến mất. Chưa dừng lại ở đó, ngày 19 tháng 3 năm 2003, trong khi đang tham gia triển lãm và đấu giá Antique Room tại New York, Mỹ, hãng Ulysses Nardin đã bị đánh cắp 21 sản phẩm, trong đó có một mẫu chưa kịp phát hành ra thị trường. Cảnh sát đã bắt được kẻ trộm vào ngày 8 tháng 7 năm 2003. Anh ta hóa ra lại là một nhân viên của chính hãng này.
một số vật phẩm mất cắp tình cờ lại được phát hiện thuộc sở hữu của các cộng sự thân tín với Jean. Cả ba vụ án trên đều có đầu mối dẫn đến một kẻ có tên là Jean-Pierre Jacquet, với tiểu sử từng kinh doanh đồng hồ cổ, buôn bán hàng giả và từng nhiều lần ngồi tù vì trộm cắp. Cảnh sát đã bắt đầu cho ông ta vào tầm ngắm. Những điều tra viên Thụy Sĩ cho nghe lén điện thoại của ông ta từ năm 2002 để củng cố chứng cứ. Họ đã mường tượng ra sự phức tạp và quy mô không tưởng của việc này. Cũng trong thời điểm này, mâu thuẫn đã bắt đầu nảy sinh giữa những kẻ lưu manh, phát sinh từ việc chia chác tiền bạc hoa hồng, bồi thường cho những tên bị bắt vào tù. Nhiều cuộc đấu súng đã xảy ra. Ngày 1 tháng 4 năm 2003, nhóm cướp vàng đã nã đạn qua cửa sổ văn phòng của Jean ở Jacquet, SA. Chúng còn đe dọa giết, bắt cóc, hãm hại gia đình ông ta nếu không được thỏa mãn. Jean cũng bắt đầu tự dắt súng ngắn trong người để bắn trả. Ông ta còn thành công tóm cổ một tên cướp xông vào nhà mình. Ngày 7 tháng 10 năm 2003, cảnh sát Thụy Sĩ ập vào khám xét văn phòng của Jacquet, SA, tức trụ sở của La Jupere, bắt giữ ông chủ và lục soát. Trong 2 ngày kiểm tra, cơ quan điều tra bất ngờ phát hiện hàng loạt đồng hồ Frank Miller giả cùng hàng loạt giấy tờ nhái. Đây là những chiếc đồng hồ sử dụng máy đồng hồ và linh kiện chính hãng, được lấy từ những chiếc đồng hồ vỏ thép hoặc tuồn ra từ chính hãng Frank Miller. Phần vỏ vàng được nấu và đúc từ số vàng ăn cắp được bằng những máy móc hiện đại bậc nhất Thụy Sĩ. Ông ta cũng đã thừa nhận sử dụng vàng để tạo ra những bộ vỏ vàng giả cực kỳ tinh vi của một số nhãn hiệu khác nhưng chưa được công bố, móc nối với một số đối tượng làm giả tinh vi từ Nga. Trong số 1.000 bộ vỏ Rolex vàng bị đánh cắp trong vụ trộm đầu tiên, Jean đã nỗ lực cùng đồng phạm tìm kiếm các máy Rolex chính hãng ở các mẫu rẻ hơn hoặc ngoài thị trường gắn vào để bán với giá rất cao, gần tiệm cận với giá thị trường. Mở rộng điều tra vụ án, ngay trong tuần đó, cảnh sát đã triệu tập và giam giữ hàng chục người, trong đó có cả một người chú của Frank Miller. Ông này bị kết tội đã lén ăn cắp các bộ phận chính hãng của hãng tuồn ra cho Jean để sản xuất đồng hồ giả chất lượng cao. Vụ án đã được điều tra lên tới 5 năm rưỡi, số lượng hồ sơ khổng lồ 80 tập dày. Tổng cả 34 người có liên quan lẫn kẻ chủ mưu bị triệu tập, bao gồm đủ thành phần từ công nhân, các nhà công nghiệp cho đến những kẻ côn đồ. Tại phiên tòa, Jose Miranda, ông chủ của cơ sở đánh bóng vỏ cho Rolex, khai rằng Jean đã liên hệ với anh ta trong lúc xử án, nhờ anh ta khai khống rằng 60kg vàng và 10kg bạch kim đánh cướp từ ASM vẫn chưa được đưa đến tay nhằm chạy tội. Miranda khai rằng tổng số vàng đó vẫn nằm trên xe của tên chủ mưu vụ cướp vũ trang khi hắn dừng xe ghé qua trụ sở Miranda. Ông ta cũng khai rằng chính mình đã đóng vai trò trung gian kết nối giữa Jean-Pierre Jacquet với những tên cướp của vũ trang. Bản thân tên cướp đã xác nhận lời khai này là đúng. Đối với vụ trộm liên quan đến hãng Ulysse Nardin, kẻ cầm đầu khai đã trao chiến lợi phẩm cho một thợ đồng hồ ngay vào buổi tối cùng ngày xảy ra vụ việc. Bản thân Jean luôn phủ nhận hành vi của ông ta hoặc im lặng để tìm cách chạy tội. Ngày 3 tháng 11 năm 2008, ông ta bị kết án 4,5 năm tù và phải trả 750.000 franc Thụy Sĩ tiền bồi thường. 14 đồng phạm khác cũng bị kết tội 3,5 đến 9 năm tù. Số phận của nhà máy La Jupere và sự ra đời của Conceptor. Jacquet Beaumont SA, cơ sở sản xuất máy phức tạp, di sản của Jean, là một vấn đề quan trọng khi ông ta bị bắt. Ngay sau lệnh giam giữ của cảnh sát, bằng cái đầu đầy sỏi, Jean đã tiến hành đổi tên nó thành La Jupere. Sau đó, ông ta bí mật đàm phán và bán lại cho Proto Holding với giá 11 triệu franc Thụy Sĩ trong năm 2004. Năm 2010, Proto lại tiếp tục đàm phán với Jean và mua nốt Arnold & Son, nhãn hiệu cũng thuộc quyền sở hữu của Jean. Cho tới năm 2012, tập đoàn Citizen của Nhật Bản đã tiến hành mua lại toàn bộ Proto Holding, bao gồm cả La Jupere và Arnold & Son. Mặc dù là một kẻ lưu manh đáng khinh, nhưng máu kinh doanh và đam mê của Jean với đồng hồ thì vẫn còn đó. Ngay sau khi bán xong La Jupere, ông ta đã tính đường quay trở lại thông qua người con trai ruột. Năm 2006, dưới sự hậu thuẫn tiền bạc khổng lồ từ người cha đang bị giam giữ, Valerian Jacquet chính thức thành lập nhà máy Conceptor, một đơn vị chuyên thiết kế và sản xuất máy đồng hồ cấp cao tương tự La Jupere. Họ có đủ trình độ chuyên môn để đảm đương công tác thiết kế, tạo nguyên mẫu hoặc phối hợp lắp ráp từ những nguồn linh kiện khác nhau. Công ty sở hữu khoảng 100 nhân viên. Mỗi năm, họ cho ra lò khoảng 50-60.000 cỗ máy, cung cấp cho hơn 40 nhãn hiệu trên khắp thế giới. Một số cái tên cực kỳ tiêu biểu và lừng danh trong giới xa xỉ phẩm có thể kể đến là Hublot, Louis Monet, Romain Jerome, Shin, Bulgari, Piaget, hay đặc biệt nhất là Jacob & Co. Giá thành sản phẩm được trải dài từ 250 đến hàng chục ngàn franc Thụy Sĩ. Tuy nhiên,
Đa số những cỗ máy của họ đều được biết tới trong giới chơi đương đại như những sản phẩm cầu kỳ đắt đỏ, pha cả nét kỳ quái của giới thượng lưu. Những cơ chế chén thánh như Chubion, điểm chuông tới phút hay lịch vạn niên đều đã được họ sản xuất thành công. Có thể nói, dù đã nằm trong tù nhưng Jean-Pierre Jacquet vẫn cực kỳ cao thủ trong việc vận hành kinh doanh thương mại. Hiện nay, tên tuổi của ông gần như đã biến mất trên mặt báo và nhường lại cho con trai. Vụ án đã kết thúc từ năm 2008. Những kẻ thụ án đã ra tù, nhưng dư âm của nó vẫn còn âm ỉ cho tới ngày nay. Không ai có thể biết chính xác trong hàng chục năm làm việc, Jean đã cấu kết với những ai và tuồn ra số lượng chính xác bao nhiêu chiếc đồng hồ giả cao cấp ra thị trường. Và chắc chắn có không ít trong số chúng đang len lỏi ngoài kia, bán ở những thị trường thứ cấp hay thậm chí đang nằm trong bộ sưu tập của tay chơi nào đó với mức độ tinh vi gần như không thể xác định nổi. Thật khó có thể tưởng tượng nổi một doanh nhân đứng ở trên tầng cao nhất của hệ thống sản xuất Thụy Sĩ, trong tay có những máy móc và nghệ nhân hàng đầu, lại là một kẻ buôn bán và làm giả đồng hồ tệ hại. Những bộ vỏ được nấu từ vàng ăn cướp, những bộ giấy tờ giả, những linh kiện chính hãng ăn trộm được tuồn ra, tất cả chúng trộn lại với nhau cho ra đời một trường đen tối nhất, đánh vào lòng tự trọng cao quý của người Thụy Sĩ. Ngày tuyên án đã trở thành một ngày mà uy tín của những nghệ nhân bị tụt xuống tận đáy. Một số nhãn hiệu bị làm giả đã được thống kê cho đến nay là Cartier, Rolex, Frank Miller. Có rất nhiều tình tiết đã điều tra đã bị ẩn giấu đi dưới con mắt soi xét của công chúng. Tôi hiểu điều này là hợp lý, bởi nếu không làm thế, tính chính danh và sự trung thực mà các nghệ nhân Thụy Sĩ hứa hẹn qua hàng trăm năm sẽ sụp đổ. Và chắc chắn, cuộc điều tra sẽ kéo dài hơn để khui ra những kẻ có quá khứ từng tiếp tay cho tội đồ. Nicolas Hayek, chủ tịch tập đoàn Schwartz đã miêu tả vụ án này giống như những hồng y tấn công vào ngân hàng Vatican. Quả thật, chúng ta không còn lời so sánh nào chính xác hơn. Những kẻ mưu đạo tự tay triệt bỏ đi chính đức tin của chính mình thì chắc chắn sẽ bị trả giá.